Xin chào anh chị, em là Tham đến từ công ty cổ phần chứng khoán MB. Hôm nay anh chị đã giới thiệu anh chị cách mà lấy MMS OTP trên phần mềm F4. Thì mình có hai cách. Thì hiện tại cách đầu tiên ấy, thì mình sẽ vào đây, mình tìm cái mục chức năng ở bên tay trái màn hình này, F1, F2, F3, F4 này. Mình bấm vào cái nút mở rộng này, sau đấy mình tìm đến cái mục là có cái hình điện thoại này, có chữ OTP thì mình lấy OTP và bấm vào lấy mã OTP và nhập mã. Đấy. Gửi mã OTP thành công thì mình chờ cái điện thoại mà mình lấy OTP mình chập vào. Đây là cái cách đầu tiên để đánh mã SMS OTP. Cái thứ hai thì mình sẽ cũng đặt lệnh như bình thường thôi. Mình đặt lệnh như bình thường ạ. Đấy, thì mình cũng ghi là những đặt bình thường. Bấm đặt lệnh mua bán thì đấy sẽ hiện ra cái đấy, và bấm gửi lại mã OTP. Thế là xong. Thì đây là cách thứ hai để anh chị có thể lấy được cái OTP rất là dễ dàng. Thì trước đấy mình cũng vẫn phải phải thiết lập trước là mình cái mặc định của mình là dùng SMTP ở phần đây, phần có hình răng cưa này, và mình bấm vào tài khoản giao dịch này, mình chọn cái chỗ loại xác thực là SMTP, mình sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Còn cái hai loại xác thực kia thì dành cho những cái anh chị nào mà không ở Việt Nam ấy, thì sẽ thường dùng cái Smart OTP và QR code. Mình ở Việt Nam thì mình dùng EMS OTP rất là tiện lợi, thì mình dùng cách này. Thì vừa rồi em vừa giới thiệu anh chị ở cách lấy EMS OTP trên phần mềm S24. Thì anh chị có thắc mắc thì vui lòng liên hệ em theo số 0986 0056 Zalo, em sẽ hỗ trợ anh chị đầu tư thành công.